lãnh đạo trung tâm đăng kiểm 2915D chưa chắc tiền bồi trơn như thế nào. Trước đó, giữa năm 2022, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thường Tín đã phát hiện trung tâm đăng kiểm 2915D thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Hà, Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội có hành vi nhận tiền hối lộ của các chủ phương tiện để bỏ qua lỗi về đăng kiểm đối với phương tiện không đủ tiêu chuẩn về hệ thống phanh và tiêu chuẩn khí thải bảo vệ môi trường. Làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng trên đã khai nhận từ tháng 2 đến tháng 10 năm 2022, khi các chủ phương tiện đến đăng kiểm phương tiện tại trung tâm thì các đăng kiểm viên phát hiện các lỗi như không đủ tiêu chuẩn về hệ thống phanh và tiêu chuẩn khí thải bảo vệ môi trường, không đủ điều kiện để kiểm định. Sau đó, các đối tượng gặp riêng chủ phương tiện yêu cầu đưa từ 200 cho đến 300 nghìn đồng để làm thay đổi kết quả kiểm định. Cụ thể, sau khi nhận tiền, các đăng kiểm viên đã thực hiện các thủ đoạn như đối với lỗi phanh thì sẽ cài số lùi để khi máy đo hiện kết quả đạt yêu cầu. Lỗi tiêu chuẩn khí thải thì đăng kiểm viên sẽ che mắt cảm biến khí thải để máy xác nhận đã đạt tiêu chuẩn. Hiện, cơ quan điều tra Công an huyện Thường Tín đã khởi tố ông Đinh Văn Hùng, sinh năm 1964, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội, chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Hà; Phạm Chí Công, sinh năm 1990, trú tại Thanh Trì, Hà Nội, là giám đốc trung tâm đăng kiểm 2915D; Đỗ Tiến Đức, sinh năm 1991, ở Hà Đông, Hà Nội; Trần Văn Điểm, sinh năm 1997, trú tại Đại Từ, Thái Nguyên, cùng là đăng kiểm viên; và Lưu Thị Hà, sinh năm 1989, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội, là nhân viên nghiệp vụ. Tính đến thời điểm hiện tại, ở Hà Nội, cơ quan điều tra đã khởi tố 5 vụ, 23 bị can là chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc, phó giám đốc, đăng kiểm viên và nhân viên tại 11 trung tâm đăng kiểm, bao gồm 2901V, 2906V, 3301S, 3302S, 2903S, 2914D, 2918D, 2923D, 2929D, 2901S và 2915D.